Tỏi cực tốt cho sức khỏe nhưng đi chợ gặp bốn củ này tránh ngay kẻo rước họa vào thân. Tỏi là gia vị không thể thiếu hàng ngày. Tỏi dùng để thêm vào nước chấm hoặc các món ăn khác nhau. Tỏi được bán rất nhiều ở các khu chợ nên việc mua loại gia vị này không hề khó. Tuy nhiên, nếu tinh ý, tỏi được chia làm nhiều loại. Không phải loại nào cũng thơm ngon và nhiều dinh dưỡng. Dưới đây là bốn loại tỏi bạn không nên mua về nhà. Hãy tham khảo nhé. Những củ tỏi bị mọc mầm tỏi mọc mầm không hề gây độc hại giống như hạt lạc thậm chí mầm tỏi còn cực tốt cho sức khỏe tuy nhiên những củ tỏi mọc mầm có mùi vị không ngon như củ tỏi chưa mọc mầm lý do là những củ tỏi này phải nuôi mầm nên dinh dưỡng giảm đi rất nhiều nên nó khô dần và ít nước tinh dầu thơm cũng giảm do đó nếu bạn mua về ăn vừa kém ngon mà cũng không bảo quản được lâu vì vậy khi chọn tỏi bạn nhớ chọn loại tỏi không bị dập không mọc mầm nhé chỉ cần nhìn vào đầu củ tỏi thấy nó đã nhú nhầm hoặc chuẩn bị nhú thì tránh những củ tỏi bóp vào kém chắc mềm tay khi mua tỏi nếu bóp nhẹ vào thấy củ mềm chứng tỏ nó đã héo mất nhiều nước những củ này không nên mua nếu bóp thấy mềm nhũn chắc chắn nó đã bị hỏng biến chất càng không nên chọn còn những củ tỏi bóp vào thấy rất cứng và chắc tay chứng tỏ nó tươi tép nào cũng mẩy và chắc thì mua ngay nhé những củ tỏi quá trắng nhiều người khi mua tỏi thường nghĩ rằng tỏi có vỏ ngoài rất trắng, củ to, bóng là ngon, sạch. Thực tế thì giá trị dinh dưỡng của loại tỏi này thấp hơn. Nói chung bạn nên chọn những củ tỏi có vỏ ngoài màu trắng pha chút tím, hoặc toàn bộ vỏ màu tím. Tỏi tỏi này có chất lượng dinh dưỡng tương đối cao và rất thơm. Mặc dù vậy, với những củ tỏi có vỏ màu sậm đen là do trong quá trình bảo quản. Tỏi không được bảo quản tốt, vỏ bắt đầu bị nấm mốc. Loại tỏi như vậy tuyệt đối không mua, khi mua tỏi bạn cũng có thể bóc thử vỏ tỏi ra. Nếu thấy bên trong lớp lụa xuất hiện mốc đen cũng nên tránh nhé. Những củ tỏi đã mất lớp vỏ lụa và há mồm. Khi mua tỏi, tốt nhất nên chọn những củ còn nguyên vỏ lụa càng tốt. Không nên mua những củ nứt hết lớp lụa há mồm. Mặc dù những củ này càng dễ bóc vỏ nhưng khi bảo quản nó sẽ gặp khó khăn. Nguyên nhân vì những củ tỏi có lớp vỏ bọc chặt không dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí nên loại tỏi này có thể bảo quản được lâu hơn còn đối với những loại tỏi há miệng để lâu sẽ dễ bị nấm mốc hư hỏng vì thế nếu có mua về bạn phải ăn càng sớm càng tốt do đó nếu mua ít ăn trong vài ngày thì có thể mua tỏi này còn nếu mua nhiều thì tốt nhất hãy mua những củ còn nguyên vỏ lụa bọc kín nhé tỏi mua về muốn để được lâu hay cho vào túi lưới và treo ở nơi thoáng mát tránh ẩm ướt tỏi không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý nhưng nếu sử dụng sai cách sẽ khiến cơ thể gặp họa giúp điều trị cảm cúm ăn tỏi liên tục trong một tuần có thể giúp cơ thể chống lại những cơn cảm lạnh thông thường tỏi có tính sát khuẩn mạnh ăn tỏi vào thời điểm bị cúm sẽ giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch tỏi thuộc tính ấm nên có khả năng khử hàn ẩm tránh lạnh và loại trừ các nguyên nhân gây ho nhờ vậy thói quen ăn tỏi sống mỗi ngày có thể giúp bạn giảm ho và phục hồi sức khỏe nhanh hơn giúp lọc độc tố trong máu tỏi chính là một trong những giải pháp tự nhiên giúp bạn thanh lọc, giải độc cơ thể một cách hiệu quả. Các chuyên gia cho biết, trong tỏi có chứa chất hóa học có tên là allicin. Thành phần này giúp cơ thể chúng ta loại bỏ những chất độc hại, đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu thêm khỏe mạnh. Ăn tỏi sống trong một tuần không những có tác dụng giúp thanh lọc máu và làm sạch các mạch máu mà còn rất tốt cho gan. Giảm huyết áp, các loại hoạt chất trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp tương tự như các loại thuốc chuyên dùng khác. Cách ăn tỏi sống là một trong số các phương thuốc chữa bệnh huyết áp cao đơn giản và hiệu quả. Khi bạn nghiền và nhai tỏi sống sẽ tiết ra một enzyme gọi là alainase, dẫn đến sự hình thành allicin, ngừa bệnh tim. Tỏi có khả năng làm giảm cholesterol LDL, tức cholesterol không tốt cho sức khỏe từ 10-15%. Khi cholesterol xấu tăng lên trong cơ thể, yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim và nguy cơ phát triển các chất béo lắng đọng trong mạch máu tăng lên. Điều này có thể làm giảm lưu lượng máu và gây đột quỵ cho người bệnh. Ngăn ngừa Alzheimer, chất dinh dưỡng có trong tỏi giúp bảo vệ tế bào não chống lão hóa, làm giảm cholesterol, hạ huyết áp. Vì thế, bạn ăn tỏi sống mỗi ngày sẽ có thể ngăn ngừa được các bệnh thần kinh liên quan đến tuổi tác như bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Để tránh gây hại cho sức khỏe, khi ăn uống hoặc chế biến thức ăn, bạn nên tránh dùng các thực phẩm sau với tỏi. Trứng Trứng nếu kết hợp với tỏi có thể trở thành chất độc gây hại cho cơ thể, nhất là khi chiên quá cháy. Tỏi chiên quá cháy thường tạo ra chất rất độc, nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, tỏi không được ăn cùng với trứng là khuyến cáo chung của nhiều chuyên gia. Thịt gà, thịt gà là loại thực phẩm có tính ấm ôn, tính ngọt cam vì vậy khi kết hợp với tỏi là tính đại nhiệt nóng sẽ khiến món ăn trở nên nóng, khó tiêu và dễ sinh ra táo bón. Kiết lỵ. Nếu bạn bị táo bón vì đã ăn gà với tỏi để mau khỏi. Bạn có thể nấu nước lá dâu uống. Cá chấm cũng là một trong những thực phẩm đại kỵ với tỏi. Vì vậy bạn không nên dùng tỏi kết hợp với cá chấm. Mặc dù cá chấm là thực phẩm bổ dưỡng, rất ngon. Thịt chắc xong trong quá trình chế biến, bạn chỉ nên ướp cá chấm với thì là và gừng, mà không nên sử dụng tỏi. Nguyên nhân là cá chấm có tính bình, vị ngọt không phù hợp với tỏi. Nếu cho tỏi vào dễ dẫn đến thức ăn gây chướng bụng và dễ sinh ra run sán cá diếc đây là món ăn rất hấp dẫn khi kho mặn rán giòn nấu canh chua thực phẩm này có tác dụng thông huyết mạch bổ thể nhược bổ âm huyết ích khí tiện tỳ thanh nhiệt giải độc thông mạch hạ sữa lợi tiểu tiêu sưng cử phong thấp tốt cho phụ nữ mang thai tuy nhiên bạn không nên nấu cá diếc với tỏi vì chúng kiên kỵ lẫn nhau nếu ăn chung cá diếc và tỏi có thể làm tăng co giật đường tiêu hóa thịt chó trong thịt chó giàu chất đạm nếu kết hợp với tỏi dễ dẫn đến khó tiêu chướng bụng hoặc tả lị do đó bạn ăn thịt chó với xả gừng riêng nhưng không nên ăn với tỏi thực phẩm có tính cay và rất nóng không ăn tỏi khi đang mắc bệnh về mắt trung y có câu tỏi có trăm cái lợi duy chỉ hại con mắt bởi loại củ này có một phần thành phần gây kích thích màng nhầy và mô kết mạc của mắt nên những người thị lực yếu và đang mắc các bệnh về mắt được khuyến cáo nên hạn chế ăn tỏi không ăn tỏi khi đang bị đi tả. Với người bình thường, ăn tỏi sống đặc biệt có lợi đối với dạ dày. Nhưng với các đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tả, tỏi lại là thực phẩm nên tránh xa. Nguyên nhân là bởi alisin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, có thể khiến bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng không mong muốn. Huyết áp thấp, những người bị huyết áp nên hạn chế tỏi. Tiêu thụ tỏi nhiều thường làm giảm huyết áp, thậm chí đến mức nguy hiểm. Tiên sử mắc các bệnh về gan, nhiều người cho rằng tỏi có tác dụng diệt khuẩn, ăn nhiều có thể phòng bệnh viêm gan. Thậm chí, có người sau khi mắc bệnh gan vẫn kiên trì ăn tỏi hàng ngày, nhưng đây là cách làm lợi bất cập hại. Người mắc bệnh gan đặc biệt là các đối tượng bị nóng gan ăn tỏi sẽ càng nóng hơn, gây kích thích mạnh, lâu ngày dẫn tới nhiều tổn thương đối với cơ quan này, bệnh tả. Mặc dù có lợi cho dạ dày nhưng đối với các đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tả, tỏi lại là thực phẩm nên tránh xa đó là là bởi alicin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột dẫn tới tình trạng ngẽn mạch máu phù nề có thể khiến bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng không mong muốn người suy nhược và nóng trong tỏi là thực phẩm có tính nóng vì vậy những người bị nóng trong nhiệt miệng thường hạn chế ăn tỏi tương tự những người thể trạng yếu cũng không nên ăn nhiều tỏi bụng đói khi bạn bị bụng đói hoặc bụng đang cồn cào bạn tuyệt đối không nên ăn tỏi vào vì bụng trống sẽ dễ kích thích ruột dạ dày dẫn đến đau dạ dày viêm dạ dày cấp tính